500 thôi, còn thiếp mày lại 1,5 triệu đúng không? Ok không? Đó, bữa tao trời gì đó vậy. Bữa tao à, bữa tao ăn có mày có tô phở lên cho chúng nó chửi tao quá trời luôn mà biết không? Mày bỏ ra tiền có 100 ngàn mà ăn cho mới hai vợ chồng nha cả nhà. Đó, hạnh phúc không? Đó, vợ vừa chồng ngủ nha. Á mày quay đi mà đi. Cơ cái bụng của em. Vậy nhìn quá trời. Nay ốp ngày đi chứ. Ốp ngày mất xã hội 100 triệu cho ta 100 triệu vậy. Giờ cho chức như chức cũng đâu có đủ đâu. Đâu phải mấy anh chị đâu cho chức đâu. Chồng ta lúc này á, biết đâu cũng cho ta bằng. Chứ anh cho chức bây giờ chức đủ đâu cho chứ chức đem về nhà không à. Tao mới mua xe nó thấy đẹp không chứ. Không. Tao mới mua xe này đúng không anh? Ghê vậy. Đó, mới xong chiếc xe luôn nha cả nhà. Đó. Đó. Đó, anh Trương Nguyễn mới sắm xe nha, SH 350i nha cả nhà. Trời ơi, 850 chiếc nghe cái chiếc hết hồn luôn. Đó vậy chứ thấy sao xe đẹp không? Thôi chứ chứ lên dẫn chụp tắm với chồng đi. Ôi, ngon lắm nha. Có dám đường dừng đi nó chạy nữa không? Không. Dạ rồi chứ rồi. Nhà vô lai không? Đó, anh đứng 800 triệu mà không biết mua màu đỏ, mua màu ghê quá. Màu này để màu này nhìn sang. Màu giống không sao. Về đường Vinh với Vĩnh chạy vòng về trời. Ủa cái miệng xui quá rồi. Đó. Giả đi, giả mượn. Ừ, 800 triệu mà 2 triệu không cho vợ. Đi du lịch. Bây giờ tao sẽ đi, bây giờ ở Lâm Đồng mới là không có phòng. Tới 10 tây tháng 6 nó mới nhận phòng. Giờ tao chuẩn bị đổi đi miền Tây. Miền Tây sông nước. Giờ tao cũng chả biết đi đâu nữa. Nãy giờ tao nghiên cứu quá trời quá đất luôn. Ôi chứ cơ nghĩ đi đâu không chồng trai đi tao dắt mà đi vườn trái cây rồi tao lên mông cho mày 5 triệu xạo quá không cần chờ anh mua chiếc xe giờ cho 2 triệu rồi thôi không có cho trước không có cho trước thế mặt mới đưa thôi cho em 2 triệu thôi thế mặt lên xe mới đưa rồi, anh không có cho thế mặt lên xe giờ vợ cái 500 đi xài vậy thôi giờ cho 100 trước rồi. Thôi chứ người ta dám vàng trăm mày nè. Dám cho vợ được nè giờ tao cho mày 500 nè tao cho mày 500 thôi tao còn thiếp mày lại 1,5 triệu đúng không? Ok không? Đó bữa tao ơi, trời gì đó vợ bữa tao à, bữa tao ăn có mày có tô phở lên cho chúng nó chửi tao quá trời luôn mà biết không? Mày bỏ ra tiền có 100 ngàn mà ăn cho tao ăn tô phở lâu lâu mày bỏ tao tô phở mà chúng nó trên mạng nó chửi mày tao quá trời. Nói của vợ tôi mấy bà bị chuyện vậy đó. Đi giờ mày nói đi giờ mày nói cho chồng tôi ăn có 100 ngàn à đá bể nhiều chuyện. Đó. Của tao quá trời luôn chứ. Có gì mà tao cay quá vậy? Ở vô nằm mua cho chồng mày ăn có tô phở mà tao bị chửi quá trời qua đất luôn mà tao chửi khắp mặt tao luôn. Sao nó biết? Tao coi trên mạng con toàn á. Bình luận mới chửi tao kìa. Phải không? Mà tao không biết bình luận lại. Tao đã mày đi ra đi ra miền quê. Bây giờ mình đi miền quê, giờ mình đi về về đó mình có cái cây đồ này nọ nghỉ dưỡng đồ này nọ ăn uống ở trong đó luôn ok rồi có hồ bơi cho mình tắm luôn rồi mình nghỉ dưỡng ở đó luôn rồi xong rồi là sát cái cây thôi cây ờ sáng ngày mai đi dưỡng cái cây không cũng hàm luôn đúng rồi chị nay cần nghỉ bán tao buồn lắm đi chứ nãy giờ vô năm xị rồi đó chứ đòi gì nữa chứ thôi 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 chứ đừng có tham quá chứ cái gì cũng muốn hết đó. Con nói con anh chở anh ra phố đi bộ chơi được cậu á. Đó. Chúng ta cầm tật. Đó, thấy chồng có tiền hai đứa mình cầm tật. Chồng có tiền rồi đó mình biết tiền mua chi trốn rồi. Sài Gòn mà cái nó xối. Đúng nhiều ơi. Bán nước rồi. Thôi để chú qua thẳng. Hả? Vô đi.
Mấy giờ mà đi dẹo hoài vậy? Cũng liền ủng hộ với số Quỳnh nha cả nhà. Mê trai lắm còn muốn. Mê, bà có mê trai không? Cầm nhẹ không? Ê, bà có mê trai không? Bà có mê trai không? Không. Hả? Bây giờ tôi hỏi bà có mê trai không? Mê trai hay mê tiền? Mê trai hay mê tiền? Mê thằng Pháp thử như vậy nè. Cắt đứt quan hệ hả? Cắt đứt luôn hả? Không, thằng đó quất xong bỏ giống tập lại. Giống như danh nó Phước, Phước nó cầm lấy con ta mấy hỏi tụi nó vẫn cưới rồi cắt đứt quan hệ nó nói với tao á giờ nó hận mày lắm hận hận nào hận thắng lại cái cũ đây đâu rồi mà con chớp da coi đó ăn không hết có tật lớn không có tuổi con cá mới mua đó mà nhà, lắm, nó đưa tiền tôi trả tiền hết rồi ông nội thì nó cam chưa trả bà đưa mình 20 mình hỏi bà nước mía hỏi thối tiền chưa đưa 5.000 đưa tiếng Nguyễn thằng tiểu tử kêu tôi chở bà qua bà Thảo rồi bà có đi không 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 ai biết nó kêu rồi vậy nó không không có chở mới điện chạy nó cắt lương luôn mà đúng rồi cắt lương nó sao Thảo má mới điện Nguyễn nghe bác sao bác cũng qua rồi qua đây rồi qua nữa cái câu đâu rồi bởi đi qua là tướng Nguyễn cắt lương đó đâu còn 1.500.000 nữa anh sao ăn để lát ngồi ăn 1.500.000 nó đi chơi mấy ấy giờ để điện anh để lát ngồi ăn hỏi thử hay nên miền tây mẹ đi anh mua xe về tuần nó thấy không tao mua đâu ai em biết đâu mua mấy ngày nay rồi đâu ai biết đâu nó không có hỏi anh tao không dám chạy luôn tôi sợ nó lấy xe tao điên nữa tao giả bộ tao đi ráp luôn á đồ tao sợ luôn á anh về anh có nói thằng thương mày với dân mày biết đâu mà vậy đó lấy cô để lại đầu nữa ủa cơm cá tôi nhiều ở đâu nhỉ cơm cá đó cơm cá là bà thích mua đối diện nhà tao đó ông Châu á phải đối diện nhà tao ông Châu 35.000 hả? Không biết nhiều quên rồi. Hàng ghi không biết giá rồi chứ. Nhất mình kiểu mày quá, chứ không cần nhất con bên này. Đó đó nè. Đây số kia cho bởi. Không cần nhất con bên này dạ. Có tiền của nhất không? Có dán tôi. Có tiền của nhất không? Không. Gửi tiền này. Gửi tiền này. Dạ nó bán dán tọt nó mới hút. Dán salon bát đi. Thôi lông bát có cốt nó cũng dán tọp. Tôi có miếng salon bát cho bà. Bà có một dán này đi. Để nát lên bầu rồi. Nhất trời ơi, ông cũng cùng. Má ăn mình thắng tôi gặp chứ bà tiếp cho cái hướng. Thôi, dứt ăn thì mỏng hơn, dứt ăn, dứt trộn cho nó nát hết rồi. Không, bà ăn vậy á. Của bà ăn vậy trộn cứ trả tôi với muỗng bà đây. Trả gì má. Để cái gì nè. Ăn tự trả tự dẹp bỏ cay chứ luôn chứ nước thì cũng bao bưng hai bên bưng bà chân ơi bưng gì này cái này qua bà chân đó chồng cho tiền có khác liền à. hung liền cơm con cá ngon chắc bà ăn không mà ăn đi không ăn qua con lan kiếm bà ăn nào bà đang kiếm bà ăn nào bà đâu có quen bà đó nhiều thiếu thì tốt bà lắm hả à, đem bà chứ đi quỳnh đem bà cái bà. Bàn hả nhát nhát rồi đừng rớt đà lan chứ mới vô năm sị chồng mua SH chạy gì sưng đó ơi biến đi trời không có chồng. Tiền đâu nhớ má chồng đâu đi cái này là đi nó đi là lấy đụng 1.500.000 nè Omicin 500 nè anh thân Nguyễn 500 nè rồi còn vui vẻ lên bông thêm lên bông thêm nữa là mình đi chuyến này mình về được 6.000.000 500 là có 2.500.000 là còn luôn này 6.000.000 anh biết rồi đây thêm 500 nữa là 3.500.000 rồi ơi 500 ta cây cua trời cho đi mệt lắm trời, chồng ta mà kêu lì à
chồng ta chia liệt cái tay của nói chung chứ đi vui vẻ có tiền chứ không đi vui vẻ là một cách không có đi lên có lên quạo thôi không có chuyện đó đâu. Xuống xe ta đóng clip đồng tự nhiên lên xe đưa tiền mày giúp mẹ quá lên xe là lên xe này ta đưa tiền cho mày giống như đợt này năm cho đi năm vô đi chứ mà quạo lên là coi như từ đầu tới cuối luôn không có đồng nào luôn trời nó bẻ ừ. Nó nhà chắc bây giờ mình đi không nổi ở nhà được chứ ở nhà đi miền Tây nha để bút phòng luôn mà ở nhà chơi chứ không nói nữa bút phòng là mai đi luôn hả mai đi luôn những cây ở đâu cái bè xong đi dùng cái cây lơm chơm nè đi măng cục nè sầu riêng nè Quỳnh đi không nghỉ dưỡng vui lắm Quỳnh đi không tôi cho mình đi luôn đi đi 12 người là đủ 4 phòng vô ăn cái cây đã luôn nha có Quỳnh. Cây cối thì nghiêng mát lắm nè đi nhỏ nhỏ á một nhỏ nhỏ bức già luôn đang làm nhà nên đi xa không được phải chỉ cần gần đây được. Ủa trời em biết cái An Lâm Bình Dương em biết không một phòng không 16 triệu chỉ ở được có 2 người thôi An Lâm Bình Dương đi ra đây nó chở mình đi cano chở mình ra mình tặng nó chở mình đi cano đi dọc đường sông ra đấy đó 25 phút trời ơi hôm qua mình nó đẹp quá trời đẹp tuyệt vời nó đẹp luôn đẹp chưa thấy giả mang mà nó đẹp luôn con xe giống chị, công quá đẹp quá một căn trời ơi, mình hỏi một căn nó tới trăm mấy chục mét vuông mình hỏi cho mình 10 người mình ở được không nó không cho là không cho nó hết bắt có 4-5 phòng trời 50-60 triệu rồi chơi phí quá đúng không anh đi sang đó để 5 triệu đó cho em thôi chơi chứ như đâu đủ để đâu chuyến đó mình còn mình để tiền lại mình đi chuyến khác mình đi chỗ khác nữa nó có thêm địa điểm nữa thấy anh bị phí quá một cái này với cái nồi cơm điện luôn à, cái nồi cơm điện ta có bị gì đâu chứ ta nấu cơm ta ăn hàng ngày luôn mày cứ lên rồi nó chứ ta... đâu có biết nấu đâu anh đi rồi nó đem cái nồi cơm điện còn lại em luyện đi con Quyền nó đem qua mấy đứa con đem qua cho anh không à em thì nấu tới trâu